Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy inbuilt có model đó là XPV320N. Đây là một dòng máy mà được rất nhiều cửa hàng thời trang cũng như là các shop rất là ưa chuộng, bởi vì chi phí đầu tư hợp lý cũng như là vận hành ổn định, đáng tin cậy. Thì cái máy đó là tốc độ in rất là nhanh, khá là nhanh, mang đến hiệu quả sử dụng cao mà vẫn tiết kiệm được ngân sách trong các cửa hàng shop của mình. Thì mọi người hãy cùng em khám phá cái dòng máy, chiếc máy Miu này nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong chiếc máy Miu XPV320N này có những gì. Đây, mình sẽ mở đặt máy ra cho mọi người theo dõi nhé. Đây, mình sẽ chia ra hai này, có gồm adapter này, một cuộn Miu in Miu mộng nhé mọi người. Đây, dây nguồn, kể cái đó là dây kết nối USB và thân các giấy. Đây, chủ nhân đặc biệt là cái thành phần quan trọng của nó đây, đây là của chiếc máy Miu. Còn có thể vượt qua về cái hình dáng của nó. Đây là dòng máy Miu có hộ rộng nối là của hộ rộng của giấy đó là 80mm nha mọi người, cái hộ K80 hay thường gọi là K80. Tốc độ in của nó khá là ấn tượng với 200mm trên 1 giây. Đây, mọi người có thể thấy, mình có thể đặt chữ vào trong này. Đó. Nó in xong nó sẽ tự cắt cái Miu ra cho mình. Thì cái giao cắt này thì có thể là theo tuổi thọ có thể cắt được là 1,5 triệu lần. Mọi người khá là nhiều, khá là lớn nha. Đi kèm với nó phía sau là gồm có cổng kết nối, hai cổng kết nối chính đó là cổng LED và cổng USB. Ở bên này nó có thêm cổng kết nối cái két, nghĩa là lúc mà mình Miu ra thì cái két nó sẽ tự động bung. Đây là nguồn nha mọi người. Chiếc máy mình có thể nhìn qua là khá là nhỏ gọn, khá là nhỏ gọn, thì mình có thể là đặt trong cái quầy thu ngân của cái cửa hàng cũng như là cái shop của mình. Phía dưới là có, đây mọi người có thể thấy là có một nút điều khiển để nhấn ra, nhấn giấy ra. Đấy, đi kèm với nó là ba cái đèn LED. Đây là thể hiện được ba cái trạng thái của máy, nguồn cũng như là báo lỗi cũng như là trạng thái giấy. Nên thì mình có thể là xem biết được là máy có giấy, thiếu giấy hay là đó là đang gặp lỗi gì thì mình có thể là xem ha. Mọi người xem bên trong máy, xem xe qua một xí cái hộp khá là lớn ha. Chiếc máy với màu đen. Thì vừa rồi em và mọi người đã cùng đọc hộp khám phá về những cái thành phần phụ kiện đi kèm của cái dòng máy Miu XPV320N này. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử, in test cho mọi người xem về cái khả năng in ấn cũng như là cái độ sắc nét và cái tốc độ in của cái dòng máy này. Thì em sẽ test cho mọi người xem nhé. Rồi, đây, in xong nó sẽ tự phát cho mình luôn nha mọi người. Thì cái tốc độ in mọi người thấy là khá nhanh, một cái Miu khá là dài như thế này. Đây, về cái độ sắc nét này, chữ khá là rõ ràng ha, cho mình một cái Miu khá là chuyên nghiệp khi mà đưa cho khách hàng. Đó, in được QR code hay là những cái thông tin trên này rồi thì có thể in cho mọi người. Có là mã 2D, là QR code, mã PD47, 417 đã đang matrix, rồi những cái mã code 1D kiểu đó mình có thể in ra. Đó, mọi người có thể thấy liên rất là dài, nó có thể in nhanh. Thì cái tốc độ in của nó này em có giới thiệu đó là 200mm trên 1 giây. Đó, cái khả năng này. Lắp giấy là một thao tác mà các bạn cần phải biết khi sử dụng cái dòng máy Miu XPV320N này. Thì cái thao tác làm sao cho nhanh, gọn, đúng thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm nha. Ở đây mọi người có thể thấy bên trong nó có một cái nút nhấn ở bên này nha. Cái nút nhấn đây mục đích cái gàm này mình bật cái nắp máy lên để mình bỏ cái quần Miu vào. Mọi người nhấn nhẹ cái thì nó bung lên này, đó thấy không? Đóng xuống thì ấn xuống này, mở bung lên. Rồi, đây là một quần Miu nha mọi người. Còn đây là cái gác giấy. Đây mọi người ngửa cái mặt giấy Miu ra nha, nó sẽ nằm theo hướng thế này. Thì tại vì mặt ngoài này là mặt in này. Đây ngửa lên. Thì đây có cái gác giấy. Mọi người luồn qua giúp em ha. Luồn qua xong rồi ở trong này nó có một cái khe này, mọi người để ý này, cái khe này để mình gác cái giấy vào đây này. Gác cái thân gác giấy, mọi người có thể thấy cái thân gác giấy đây, mình gác vào
Các cô như vậy khá là đơn giản ha. Mình rửa mặt ra đó, xong mình bấm đầu in lại. Mọi người lưu ý là cho giấy nó lòi ra khỏi bên ngoài một xí nha. Mình có thể xé cái giấy thừa này lên, tại vì đây có cái răng cưa. Hoặc là lúc in thì nó sẽ tự động tắt đó. Rồi mình bật công tắc máy lên, bên hông có công tắc máy, mở lên đó, mình có thể bật lên. Như vậy là cái thao tác lắp giấy đã hoàn thành, khá là dễ dàng mọi nhân. Như vậy là vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như là đập hộp để xem một số cái phụ kiện đi kèm bên trong dòng máy Inbuild XPV320E này. Sau đó em cũng đã in test về chất lượng in cũng như là về cái khả năng in ấn tốc độ in của cái dòng máy này. Sau đó thì em đã hướng dẫn mọi người cách đó là lắp đặt giấy đúng cách nhanh gọn đối với dòng máy Inbuild của hãng Xprinter này. Thì mọi người để sở hữu cái dòng máy Inbuild khá là ấn tượng này, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioibaovat.com để được sở hữu chiếc máy chất lượng giá thành hợp lý nhất cũng như là chính hãng. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật để có thể là theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.